Hello, xin chào các em, chào mừng mình quay trở lại với lại series Grammar in 7 Minutes nhé. Thì bài hôm nay chúng ta sẽ chuyển qua một cái chủ đề ngữ pháp mới, đó chính là về câu bị động. Cái này thì có rất nhiều bạn cũng có hỏi thầy là cái việc áp dụng công thức để chuyển nó như thế nào, bởi vì là cái kiến thức nó tương đối là rộng ấy. Thì hôm nay mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nhé. Nào, đầu tiên, thế thì câu bị động là gì? Câu bị động là một cái câu nó nhấn mạnh đối tượng là gì đấy? Người bị ảnh hưởng, bị tác động, thay vì đối tượng thực hiện hành động. Đúng không? Thế thì như thế nào? Tôi giả dụ nhé. Thầy có một ví dụ, có bạn nào ở nhà có em trai hoặc là em gái nhỏ đúng không? Đấy, thế mà tự dưng một ngày đẹp trời trong nhà có một cái bình hoa nó bị vỡ chẳng hạn. Đấy. Đó, thế thì cái gì là người bị ảnh hưởng và cái gì là người thực hiện hành động đấy? Bị ảnh hưởng thì chắc chắn là bình hoa rồi, thì câu bị động nó chú ý vào cái, nó tập trung vào cái đối tượng bị ảnh hưởng, tức là bình hoa đã bị vỡ. Nhưng mà nếu chúng ta chú ý vào người thực hiện thì sao? Nghĩa là em trai hay là em gái hay là anh chị người đánh vỡ đây, đấy, ai đánh vỡ đây, thôi thì là tới câu chuyện bố mẹ rồi, chúng ta phải chú quá chú chú trọng vào cái thủ phạm như vậy đúng không? Đấy, thế thì nếu như mà như vậy trong tình huống đấy thì mọi người thì thích là câu bị động hay là câu chủ động nào? Chắc chắn là thích câu bị động rồi đúng không? Đúng không? Nếu không là bị truy tìm ra thì khủng quá. Nào, thế thì nếu mà khi mà chúng ta sẽ chia cái câu bị động nhá, thì mình sẽ chia theo cái thì của câu chủ động, tức là chúng ta sẽ có bao nhiêu cái trường hợp như vậy, thì mình sẽ cùng nhau xem xét nhé. Thì đối với video hôm nay mình sẽ làm một số cái trường hợp đầu tiên. Mình sẽ có công thức đổi câu bị động ở đây. Thầy có một câu chủ động là gì? My brother drives the bus. Anh của tôi lái xe buýt. Ở đây mình có chủ ngữ là anh của tôi và tân ngữ là the bus, cái xe buýt đúng không? Thì khi mà chúng ta đổi câu bị động, mọi người nhớ cho thầy nhé, mình sẽ thực hiện cái phần chúng ta xác định tân ngữ đầu tiên là xe buýt, sau đó mình đưa cái tân ngữ này lên trên đầu, lên trên đầu câu để làm chủ ngữ, mình thấy là the bus trở thành chủ ngữ của câu bị động rồi. Thế thì mình sẽ có là gì đây? The bus is driven by my father. Xe thì được lái bởi cha của tôi. Thế thì nếu tinh ý chúng ta sẽ thấy là có một cái điểm khác biệt nữa đúng không? Thì thầy ở đây sẽ bôi nhỏ là khác biệt là cái động từ ở đây đã có cái sự biến đổi rồi. Ở trên câu chủ động của chúng ta sẽ là drives ở cái thì hiện tại đơn, còn ở dưới là is driven, thì ở đây là chúng ta sẽ biến đổi cơ bản đối với lại thì hiện tại đơn của câu bị động, nó chính là to be cộng với lại phân từ hai. Thì đối với phân từ hai chúng ta sẽ có rất nhiều trường hợp mà các bạn có thể tham khảo trên page, trên website của chúng ta để có thể làm, mình sẽ cố gắng là mình tiếp xúc và mình học thuộc những cái trường hợp đấy nhé, bởi vì là cái quy tắc của nó thì nó cũng sẽ rất nhiều trường hợp nhé. Đối với thì hiện tại đơn thì chúng ta có là thể chủ động là gì? Clean hoặc là see đúng không? Thì đối với thể bị động chúng ta sẽ có là to be là am, is, are dựa vào chủ ngữ cộng với lại mình sẽ chia phần từ hai clean hoặc là see. Ở đây mình có ví dụ là gì? My brother reads books. Thì chúng ta sẽ làm các bước thôi, mình sẽ chuyển books lên là chủ ngữ. Books are read by my brother. Thì mọi người sẽ thấy ở đây nó là một cái trường hợp rất là đặc biệt, không, một trường hợp rất là đặc biệt, bởi vì là mình thấy là read khi mà chuyển sang phân từ hai nó vẫn đánh vần như vậy là READ đúng không, nhưng mà phát âm mình sẽ là read, cho nên là chúng ta sẽ cố gắng là mình sẽ nắm vững cái này mọi người nhé, một cái trường hợp khá rất là đặc biệt đó. Tiếp theo mình sẽ có là quá khứ đơn. Quá khứ đơn mình sẽ có là cái gì đây? Thể chủ động clean hoặc là saw đúng không? Và tới thể bị động là mình sẽ chia cái động từ to be đó đi. To be bây giờ mình sẽ chia là was hoặc là were cộng với phân từ hai. Somebody built this house in 1981. Thì chúng ta sẽ chuyển sang dạng bị động là this house was built in 1981. Căn nhà này đã được xây vào năm 1981. Tiếp theo chúng ta sẽ có thì là thì tương lai đơn, mình sẽ có chủ động là gì? Will, clean hoặc là see. Thế thì mình khi mà chúng ta bị động chúng ta sẽ chọn thêm cái từ là từ be và đằng sau will là will be
clean hoặc là seem. Thế thì chúng ta sẽ có một cái ví dụ nhé. The owner will sell this house. Chủ nhà sẽ bán cái nhà này. This house will be sold. Cái nhà này sẽ được bán, will be sold. Nhưng mà mọi người có thể thấy trong trường hợp này thầy có viết là bởi ai không? Không đúng không? Trong một số trường hợp chúng ta có thể lại bớt đi cái phần đằng sau, cái phần by bởi ai đó. Ví dụ như ở đây khi mà căn nhà được bán thì mình có thể đoán được, mình giả định đó là nhà bán thì chắc chắn là phải chủ nhà mới bán được rồi. Hoặc là ví dụ như somebody đó, somebody stole my bike, ai đó đã lấy mất cái xe đạp của tôi, thì mình sẽ chưa biết được là mình có biết được là ai lấy đâu, nó mình không xác định được, cho nên mình có thể lược bỏ, mình có thể nói là my bike was stolen, xe của tôi bị lấy cắp, đúng không? Chứ còn nếu mà biết được ai lấy cắp thì mình đã bắt được rồi, đúng không? Nào, cuối cùng mình sẽ có một số cái bài tập nhé. Mình sẽ là chuyển các câu chủ động sang cái dạng bị động. Thì ở đây mọi người hãy pause video lại và tự làm cho mình trước khi là mình quay trở lại là thầy sẽ chữa luôn nhé. Rồi bạn nào chưa pause thì hãy pause nhé. Nếu bạn nào chưa kịp pause thầy sẽ chữa luôn nhé. Nào, thế thì đầu tiên mình sẽ có là the waiter brings the food. Thì ở đây thầy sẽ xác định cho mình chủ ngữ là the waiter, người phục vụ. Tân ngữ là the food, thức ăn, đúng không? Thì chúng ta sẽ chuyển tân ngữ lên đầu tiên. The food chúng ta sẽ chuyển lên đầu tiên, đúng không? Thì nó sẽ thành the food is brought by the waiter. Với brought là dạng phân từ 2 của bring. Ví dụ thứ hai cũng sẽ tương tự. Tim ordered this train ticket for his mother. Mình thấy ở đây là thì quá khứ đơn, đúng không? Thì khi đấy chúng ta sẽ chuyển thành cái gì đây? Thì sẽ có Tim là chủ ngữ, this train ticket là tân ngữ, chúng ta đổi tân ngữ vé tàu lên đầu. Vé tàu lên đầu mình sẽ có là this train ticket was ordered by Tim for his mother. Rồi đó sẽ là cái nội dung của tiết hôm nay nhé. Mọi người ở nhà có thể là luyện tập thêm để mình chuyển câu bị động qua các cái bài tập ở trên page cũng như là website của chúng ta nhé. Có câu hỏi gì thì các em hãy cứ để lại nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Bye bye.